Người đó là ai? Yuri. Người đó là ai? Cái gì? Video của ai vậy? Không, ý là content. Hả? Ê, chịu rồi. Ở đâu ra tận 5-6 cái hay là? Là cái em này, cái khác cái là tính rồi. Mà tôi tưởng mấy cái đó ghép với content à? Những cái hay vậy. Cay. Triple kill. Tình thân quý ở xem Câu ngớ ngẩn.
ơi, chơi game một thời. Rồi, mỗi việc chơi game Liên Quân không làm được. Ai. Cố lên, tháng này nữa thôi. Hết tháng rồi. Và nửa tháng sau là rẻ xếp danh nha mọi người. Mình phải cày chết cây kia 2-3 tháng nữa. Tranh thủ về quê đầy game cả ngày. C. Yeah. Ok mọi người, để xem nào, mình tính nha. Đấy kia xong thì cũng có 8:30. Bấm là không cho mình cắt từng tiếng nữa. Nay mấy giờ về vậy? Được. Chị lên game á, tổng công việc mọi người. Ok mọi người. Thế dominating.